Ừ, xin chào các bạn đến kênh sáng tạo đi về xe 2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm một cái mạch đèn chớp. Cái loại đèn chớp này thì nó đơn giản các bạn. Thì chúng ta dùng một cái gle 12V đây. Mình ở đây là mình có cái gle 12V nha các bạn. Đó. Gle 5 chân nha các bạn. Đây, ở đây chúng ta có 3 chân nè. Đó, 3 chân này. Thì cái chân giữa này là cái chân điểm chung của cái mặt chích đó các bạn, nó tiếp xúc đóng mở nè, cái này là thường đóng nè, cái này thường mở nè các bạn. Thì còn hai cái chân hai bìa này, đó hai chân này là của cái cuộn điện của cái gle nha. Đó, rồi thì chúng ta có mà dùng một cái gle nha các bạn, gle 12V. Rồi kế tiếp đó là chúng ta dùng cái con tụ, đây là cái con tụ 25V 470 mi. Đó, rồi cái nữa chúng ta dùng cái con điện trở 330 ôm ha, với một cái bóng đèn led. Đây bóng đèn led nha các bạn. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn tiến hành làm một cái mạch đèn chớp sử dụng gle đơn giản nha, để anh em nào muốn gần tới Tết rồi chúng ta chế đèn chớp được chơi cho vui nha anh em. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình kẹp vô mình làm nha anh em. Rồi trước tiên chúng ta kẹp vô cái bộ phận để hàng nha các bạn. Thì cái chân này nè, đây ba chân này chúng ta hướng về về chúng ta, chúng ta kẹp cái chân bên đây ha. Rồi bây giờ mình nói cái chân chân bìa bên đây ha, chân bìa đây qua cái chân này ha, nói liền với nhau các bạn. Thì ở đây mình dùng cái dây đồng các bạn, dây đồng chúng ta nói qua nha, để mình lấy cái nhím cái. Rồi đây chúng ta chuẩn bị nói nha các bạn. Đó, chúng ta nói bắt cái đây. Rồi chuẩn bị hàng nha các bạn. Rồi đây hàng cái chân này qua đây nha các bạn. Đó, hàng vô. Rồi chúng ta hàng xong cái chân này. Kế tiếp chúng ta dùng cái con tụ của các bạn. Thì cái mạch này rất là đơn giản, mình chia sẻ thì anh em nào làm cũng được nha anh em. Thì ở bên đây là bên cái cực âm của con tụ nha. Rồi bên đây thì nó không có cái vạch trắng này các bạn, thì chúng ta hàng cái cực âm qua đây nha. Đây để mình cắt cho nó bằng các bạn. Đây chúng ta hàng cái cực âm qua đây nha. Đó, hàng cái tụ vô hai chân này ha. Rồi giờ tắm chì vô. Ở đây là mình chia sẻ cái loại để cắt bớt cái chân này các bạn, dài quá. Cái loại mạch này là rất là đơn giản nha các bạn, thì anh em ai làm cũng được nha. Đầu tiên là mình chia sẻ những cái mạch đơn giản, rồi sau này mình sẽ chia sẻ những cái loại mạch phức tạp hơn. Thì anh em nào thích đam mê, thích độ chế và đèn chớp rồi đó anh em, thì gắng cố gắng mà vô cái kênh mình, nhấn cái nút đăng ký, xong rồi nhấn cái chuông để cho nó thông báo lên, để mình ra cái những cái clip mà chế đèn chớp, mà cái những cái clip mới đó anh em, thì nó sẽ thông báo bên cái máy anh em vô coi sớm sớm chút nha. Thì anh em nhớ nhấn nút đăng ký xong rồi nhớ nhấn luôn cái chuông nha anh em. Nhấn cái chuông nha, khi mà mình đăng cái clip mới lên để nó thông báo. Nhấn cái chuông nó có cái hình cái chuông rung lên đó anh em, thì nó mới thông báo nha. Còn em vô xem mà anh em không nhấn nút đăng ký thì khi mà mình đăng cái clip mới lên thì anh em không có nhận được thông báo nha anh em. Rồi để mình hàng cái chân tụ này vô, rồi mình sẽ đưa cho anh em xem nha. Đó thì đây cái vạch trắng này anh em, cái vạch trắng này cực âm nè, chúng ta để hàng bên chân này nha. Đó. Rồi kế tiếp chúng ta hàng cái con điện trở vô nè. Đây cái con điện trở 330 ôm nha. Rồi chúng ta cắt ra, cắt chân cho nó ngắn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ tẩm chì vô cái chân này. Đó, tẩm chì vô chân này ha, mình hàng vô đây nha. Tuy là cái những mạch này là những mạch đơn giản anh em, nhưng mà có nhiều anh em hoàn toàn không biết về những cái mạch này nha. Thì cái mạch này hồi xưa lúc mà mình học nghề á, thì đại loại là mấy chục năm về trước anh em, phải nói là hai mấy năm về trước á, thì cái mạch này thì nó đã có lâu rồi, ai cũng làm được hết trơn á. Nhưng mà nói về anh em trong trong nghề điện nha, chứ còn bình thường á thì bây giờ thì ít có ai chia sẻ cái mạch này, tại vì bây giờ người ta dùng cái loại mạch điện tử không anh em, còn này mạch gle thông thường thôi ha.
Rồi bây giờ mình là chuẩn bị mình hàng tiếp tục nha nè. Kế tiếp anh em, cái con bóng đèn này nè anh em. Đây bóng đèn anh em lưu ý nha. Đây để mình lựa cho anh em lấy cái nét. Thì cái chân mà nó có cái độ dày bên đây nè anh em là chân này chân âm nha. Còn cái chân bên đây là chân đó anh em thấy bên cái phím ở trong á. Cái phím cái lá lá trong á là nó mỏng nó nhỏ thì đây là bên chân dương nha. Rồi bây giờ là trước mắt là chúng ta hàng cái chân dương vô đây nè. Hàng chân dương vô đây nha. Đây để mình tẩm chì vô, để mình tẩm chì vô rồi mình hàng nha anh em. Đó mình hàng chân dương vô đây ha. Rồi bên đây là chân âm nha anh em. Chân âm chúng ta hàng vô cái cây điện trở đây. Đó cái cây điện trở 330 ohm nha anh em. Đây để mình bẻ xuống. Rồi mình hàng vô cây điện trở nha. Đó cây điện trở 330 ohm. Rồi như vậy là xong nha anh em. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình hàng cái dây nguồn luôn nha. Mình lấy cái cọng dây này. Mình lấy cọng dây này mình làm dây nguồn nha anh em. Rồi bây giờ mình hàng cái dây cọng luôn nha. Đây dây cọng thì chúng ta hàng vô chân giữa này. Đây cái chân giữa của gà len anh em. Đó dây cộng rồi chúng ta hàng vô chân giữa gà len nha. Đó còn cái dây trừ, dây trừ chúng ta hàng vô cái chân chân đây nha anh em. Thì sắp tới đây mình chia sẻ những cái mạch đèn chớp đơn giản anh em với những cái mạch mà gọi là mạch chúng ta sáng tạo, mạch đơn giản rồi đó thì mình sẽ chia sẻ trên đây ha. Đó những cái mạch điện lý thú rồi đó anh em. Rồi chân âm bên đây nha anh em. Rồi bây giờ là như vậy là xong nha anh em. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình cấp cái nguồn vô. Đây để mình tước ra nha. Mình tước ra mình cấp cái nguồn điện vô. Nguồn điện 12V nha anh em. Đây để mình tước cái dây ra. Đó. Rồi bây giờ mình cho nó chạy thử luôn cho anh em xem nha. Rồi để mình để máy xa xa chút xíu anh em. Rồi đây là cái cục pin anh em. Cục pin này là 12V nha. Đây cục pin 12V. Đó. Cục pin này của RC á anh em. Để chế xe rồi đó. Thì mình lấy pin 12V này cho nó tiện sử dụng nha. Rồi chúng ta luôn cắm đúng cộng trừ anh em. Thì cái cộng nè, cái cộng dây đỏ nè. Đó, mình cắm vô cái cộng dây đỏ nha. Còn cái dây đen là dây âm nè, chúng ta cắm dây âm trước nè. Đó. Đây, cắm dây dương vô. Đó anh em thấy rõ không? Đó, đèn nó chớp ha. Đó đây là một cái mạch chớp đơn giản lý thú nha anh em. Thì nếu mà anh em mà muốn chớp cho nó chậm chút xíu á thì chúng ta có thể là chúng ta dùng cái tụ anh em, cái tụ mà nó nhỏ hơn anh em. Nếu mà anh em dùng cái tụ lớn hơn thì nó sẽ chớp chậm hơn. Cái tụ mà cái súng mi lớn hơn á thì nó sẽ chớp chậm hơn chút xíu. Còn nếu mà súng mi mà nó ít quá thì nó sẽ chớp hơi nhanh nha anh em. Thì cái gờ le nó là vậy nha. Còn nếu mà anh em vô mạch điện tử thì nó ngược lại nha. Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em lắp một cái mạch điện chớp sử dụng một cái gờ le 12V, cái mạch chớp đơn giản thôi. Thì tới đây là xong. Thì anh em nào mà xem kênh mình mà nếu mà thấy có hay và hữu ích thì anh em vào cái kênh mình nhấn nút đăng ký, xong rồi nhấn cái chuông cho nó thông báo lên khi nào mà mình đăng clip mới lên thì anh em sẽ vô nhận được cái thông báo, anh em vô coi sớm những cái chia sẻ lý thú của mình. Cái kênh của mình nó là chia sẻ sửa quạt, sửa điện, sửa các loại điện gia dụng nha anh em. Thì sắp tới đây thì mình cũng chia sẻ cho anh em quấn máy quạt nào luôn. Nhưng mà hiện tại giờ thì mình chưa có thời gian để mình đi lấy đồ về để mình chia sẻ cho anh em quấn quạt nha. Rồi thôi mình chia sẻ tới đây là xong. Thì anh em nào mà có yêu mến mình thì nhớ chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha anh em. Rồi thôi xin chào tạm biệt anh em nha.